2020. Cho đến nay đã có 865 quỹ tín thác đầu tư bất động sản trên toàn cầu với giá trị thị trường toàn cầu 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ. Trong đó lớn nhất là Hoa Kỳ với 248 quỹ tín thác bất động sản đạt khoảng 1.317,7 tỷ đô la. Nhật Bản với 61 quỹ với giá thị trường là 146,3 tỷ đô la. Australia với 56 quỹ với giá thị trường là 104,8 tỷ đô la. Tại Việt Nam, việc phát triển các quỹ tín thác bất động sản hoặc các hình thức tương tự để huy động dòng tiền cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam là điều tất yếu. Đặc biệt trong thời kỳ kinh tế phát triển bùng nổ trở thành con hổ của châu Á trong thời gian tới, như nhận định của nhiều chuyên gia trên thế giới. Sở hữu nhiều điểm tương đồng với các doanh nghiệp đầu tư và quản lý bất động sản đã thành công tại các quốc gia phát triển, nhưng sở hữu nhiều lợi thế khác biệt. Mô hình Fantasy Home ra đời như một cách đón đầu xu thế. Công ty quản lý và đầu tư bất động sản VMI ra đời với sứ mệnh hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhome. Với sự uy tín tuyệt đối từ sự tham gia của cổ đông chính, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup, nắm 90% cổ phần. VMI ghi nhận mức đầu tư khủng với vốn điều lệ lên đến 18.000 tỷ. Một bảo chứng cho sự hiệu quả đầu tư bởi sự kết hợp của một doanh nghiệp uy tín với một mô hình thành công và xu hướng toàn cầu. Sản phẩm Fantasy Home của VMI với sự linh hoạt đáp ứng được mọi nhu cầu đầu tư của khách hàng với số vốn chỉ từ 38 triệu, mang cơ hội đầu tư bất động sản thấp tầng Vinhomes tới tất cả mọi người. Thúc đẩy phát triển bền vững và tạo giá trị thực, hứa hẹn sự bùng nổ của toàn thị trường bất động sản ngay trong năm 2022-2023. Để ghi dấu những kỷ lục mới, một siêu phẩm của tương lai. Siêu phẩm bất động sản tiên phong khai mở kỷ nguyên mới. Fantasy Home.